Đây là bát nhã ba la mật đa, ta thực hành bát nhã ba la mật đa, tức là hành hết thảy thật tướng của tất cả pháp. Do tưởng như vậy nên Đại Bồ Tát liền thối lui bát nhã ba la mật đa. Nếu thối lui bát nhã ba la mật đa, tức là thối lui bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu là căn bản của tất cả pháp trắng. Nếu thối lui bát nhã ba la mật đa là thối lui tất cả pháp trắng. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu này bao gồm bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát ấy làm thối lui bát nhã ba la mật đa. Nếu thối lui bát nhã ba la mật đa thì không thể hộ trì bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì không xa lìa bát nhã ba la mật đa thì có thể giữ gìn hết thảy pháp phần bồ đề và có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, an trụ vào bát nhã ba la mật đa thì nhất định được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nghĩ như vậy, Đại Bồ Tát ấy đã làm thối lui bát nhã ba la mật đa. Nếu thối lui bát nhã ba la mật đa thì không được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì không lìa bát nhã ba la mật đa thì được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghĩ an trụ vào bát nhã ba la mật đa thì có thể phát sanh bố thí ba la mật đa cho đến phát sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Do nghĩ như vậy, Đại Bồ Tát ấy liền thối lui bát nhã ba la mật đa. Nếu thối lui bát nhã ba la mật đa thì không thể phát sanh bố thí ba la mật đa cho đến không thể phát sanh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sao? Vì không lìa bát nhã ba la mật đa thì có thể phát sanh an trụ thắng pháp. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ, Phật biết các pháp không có tướng chấp giữ, nên tự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chứng bồ đề rồi giảng nói khai thị thật tướng các pháp cho các hữu tình. Do nghĩ như vậy, Đại Bồ Tát ấy làm thối lui bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Vì sao? Vì đối với pháp Như Lai không biết, không hay, không nói, không chỉ dạy. Vì sao? Vì thật tánh của các pháp không thể nào hay biết, không thể đưa ra, thì làm sao có người hay biết chỉ dạy tất cả pháp? Nếu nói thật sự có người hay biết chỉ dạy tất cả pháp thì không có điều đó. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, làm thế nào để xa lìa các sai lầm đó? Phật dạy: Thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu nghĩ như vậy, tất cả pháp đều vô sở hữu nên không thể chấp thủ. Nếu các pháp đều vô sở hữu nên không thể chấp thủ thì cũng không có người đăng chứng đẳng giác, cũng không có sự giảng nói chỉ dạy. Nếu hành được như vậy, tức là hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, lìa bỏ các lỗi lầm. Nếu đại Bồ Tát chấp pháp vô sở hữu, không thể chấp thủ, tức là lìa bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu không chấp trước, không hộ trì tất cả pháp. Nếu có chấp trước, có hộ trì các pháp, tức là lìa bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa là viễn ly hay không viễn ly? Cho đến bố thí ba la mật đa đối với bố thí ba la mật đa là viễn ly hay không viễn ly? Nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đối với trí nhất thiết trí là viễn ly hay không viễn ly? Bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa dầu viễn ly hay không viễn ly, thì làm thế nào Đại Bồ Tát không chấp trước để phát sanh bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa? Đối với bố thí ba la mật đa dầu viễn ly hay không viễn ly, thì làm thế nào Đại Bồ Tát không chấp trước để phát sanh bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí? Đối với trí nhất thiết trí dầu viễn ly hay không viễn ly, thì làm thế nào Đại Bồ Tát ấy không chấp trước để phát sanh trí nhất thiết trí? Phật dạy: Thiện hiện, bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa chẳng viễn ly, chẳng phải không viễn ly, cho nên Đại Bồ Tát không chấp trước để phát sanh bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến bố thí ba la mật đa đối với bố thí ba la mật đa
chẳng viễn ly, chẳng phải không viễn ly. Cho nên Đại Bồ Tát không chấp trước để phát sanh bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Đối với trí nhất thiết trí, chẳng viễn ly, chẳng phải không viễn ly. Cho nên Đại Bồ Tát không chấp trước để phát sanh trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì chẳng phải tự tánh, chẳng phải lìa tự tánh mà có thể đưa đến an trụ vào tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không chấp trước sắc, nói đây là sắc, sắc thuộc về cái kia, nói rộng cho đến không chấp trước trí nhất thiết trí, nói đây là trí nhất thiết trí này thuộc về cái kia. Vì Đại Bồ Tát không chấp trước tất cả pháp ấy nên có thể phát sanh bát nhã ba la mật đa, cho đến có thể phát sanh trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà chấp trước vào các pháp, nói đây là pháp, pháp này thuộc về cái kia, thì không thể tùy ý phát sanh an trụ vào công đức thù thắng. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không quán sắc là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay bất không, là viễn ly hay không viễn ly, cho đến không quán trí nhất thiết trí, là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay bất không, là viễn ly hay không viễn ly. Đại Bồ Tát ấy không quán tất cả pháp như vậy thì có thể phát sanh bát nhã ba la mật đa, cho đến có thể phát sanh trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, quan sát các pháp là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay bất không, là viễn ly hay không viễn ly, thì không thể phát sanh an trụ vào công đức thù thắng. Lại nữa, này thiện hiện, nếu các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tức là hành bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến, cũng tu hành trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đi chỗ nào thì tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề đều đi theo. Nếu bát nhã ba la mật đa thâm sâu đến đâu thì tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác cũng đến đó. Giống như chuyển luân vương đi đâu thì đều có bốn bộ quân dũng mãnh tùy tùng. Nếu chuyển luân vương đến đâu thì đều có bốn bộ quân dũng mãnh theo đến. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng như vậy, đi đâu đến đâu thì năm ba la mật đa, bổ thí vân vân và các pháp phần bồ đề khác đều đi theo, hoàn toàn đạt đến trí nhất thiết trí. Giống như người điều phục giỏi, điều phục xe tứ mã, tránh xa đường hiểm, đi vào đường tránh, đều theo ý muốn mà đi đến nơi, đến chốn. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, điều phục rất giỏi về tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác, để tránh xa con đường nguy hiểm sanh tử, niết bàn, mà đi trên con đường chân chánh, tự lợi lợi tha, để đạt đến trí nhất thiết trí đã cầu. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát làm sao biết được đạo hay phi đạo? Phật dạy: Thiện hiện, đạo của thanh văn độc giác, đạo của phàm phu, chẳng phải là đạo của Đại Bồ Tát. Vì nương vào đó không thể đến trí nhất thiết trí, nên bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phát sanh tất cả pháp phần bồ đề, đạo của Đại Bồ Tát ấy, dựa vào đây nhất định đạt đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thâm sâu xuất hiện trên thế gian là một đại sự, gọi đó là thị hiện tướng đạo phi đạo của chúng Đại Bồ Tát, để các Đại Bồ Tát ấy biết đạo hay phi đạo mà mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu xuất hiện trên thế gian là một đại sự, gọi đó là thị hiện tướng đạo phi đạo của các Đại Bồ Tát, để các Đại Bồ Tát ấy biết đạo hay phi đạo mà mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu xuất hiện ra đời là một việc lớn, nghĩa là độ thoát vô lượng vô số vô biên hữu tình, để đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Thiện hiện nên biết, bát nhã ba la mật đa thâm sâu mặc dù làm ra vô lượng việc lợi lạc cho người nhưng không chấp thủ vào đó. Thiện hiện nên biết, bát nhã ba la mật đa thâm sâu mặc dù thị hiện làm sự nghiệp nhưng không chấp lấy sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không chấp lấy trí nhất thiết trí, cũng lại không chấp lấy những sự nghiệp của thanh văn độc giác làm ra.
Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù dẫn đầu tất cả chúng đại Bồ Tát để hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, xa lìa địa vị thanh văn độc giác, nhưng đối với các pháp thì không sanh không diệt, vì lấy tánh của pháp trụ làm định lượng. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đối với tất cả pháp không sanh không diệt, vậy thì tại sao khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vì các hữu tình phải hành bố thí, giữ tịnh giới, chịu an nhẫn, siêng năng tinh tấn, nhập tịnh lự, tu Bát Nhã? Phật dạy: Thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, duyên với trí nhất thiết trí, vì các hữu tình nên hành bố thí, giữ tịnh giới, chịu an nhẫn, siêng năng tinh tấn, nhập tịnh lự, tu Bát Nhã. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tức là tu sáu pháp Ba La Mật Đa mau được viên mãn, cũng tu từ bi hỷ xả của Bồ Tát mau được viên mãn. Nhờ vậy mau đắc trí nhất thiết trí, cho đến ngồi tòa Bồ Đề không bao giờ xa lìa sáu pháp Ba La Mật Đa, tức là không xa lìa